Ở vị trí thứ 3 gọi tên movie Cowboy x Super Sentai Super Hero Taisen. Đây là movie vs giữa hai dòng phim cực kỳ nổi tiếng Tokusatsu là Cowboy lẫn Super Sentai. Trận đại chiến này còn kinh điển hơn khi mở đầu tập phim là cuộc thanh trừng của Marvelous Gokai Red. Anh ta đã quét sạch những chiến binh tại thời đại Showa. Sau trận chiến đó, kẻ xuất hiện sau lưng anh cũng là người đại diện cho những Rider, Kamen Rider DK, báo hiệu cho trận chiến vĩ đại giữa cả hai phe Rider cũng như Sentai. Nhưng tất nhiên với phong cách của Toei thì chuyện này gần như không hề xảy ra với quy mô chúng ta tưởng tượng. DK lại làm chuyện ngược lại với Marvelous là đi thanh lọc những Rider khác. Với sức mạnh bồi bổ cơ thể của mình, anh ấy gần như bị sức mạnh của Go Buster, một chiến đội sử dụng công nghệ áp đảo hoàn toàn. Đành phải ngờ tới bè lũ Dai Shocker ra hỗ trợ. Có lẽ như sau series Go Kaiser, cán cân giữa cả hai bên là Rider và Super Sentai. Nên vậy DK chúng ta cũng không có quá nhiều đất diễn khi nãy như mình nói, thua Go Buster khá bầm dập khi đã sử dụng tất cả. Nói thua thì cũng không hẳn, nhưng chỉ ở mức đánh ngang và thậm chí cũng chả có gì nổi bật. Ở đoạn sau của phim thì đây chỉ là một màn diễn mà thôi. Nhưng mình đánh giá đây là màn diễn hơi sâu, phần trở lại này của DK chỉ nằm ở vị trí thứ 3 mà thôi. Mặc dù quy mô phim là vô cùng lớn, với đoạn sau thì anh ấy cũng có vai trò khá lớn khi liên kết với mối hận của DN. Nhưng điều này vẫn không đủ cứu vị trí của lần comeback này của DK, nó chỉ xứng đáng nằm ở đây mà thôi.